Vâng, thưa anh Phước và thưa quý vị khán giả, có một cái bảo tàng mà tôi tin rằng nếu như mà chúng ta biết thì chúng ta rất muốn đến để có thể tham quan. Đây là một nơi lưu giữ những kỷ vật về gia thế danh giá cũng như là rất nhiều những công trình nghiên cứu của một vị cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Nhưng trên hết thì đây là nơi lưu giữ lại những câu chuyện về tình yêu thương, những ký ức ngọt ngào về mái ấm gia đình. Vâng, tôi biết là chị Thủy Dương đang đề cập tới bảo tàng cá nhân hay có thể coi là một bảo tàng tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, bảo tàng Nguyễn Văn Huyên. Đây là bảo tàng về một cựu bộ trưởng giáo dục, ông Nguyễn Văn Huyên, người đã giữ chức bộ trưởng giáo dục Việt Nam trong thời gian lâu nhất là lên tới gần 29 năm. Và hiện nay thì tên của giáo sư Nguyễn Văn Huyên, một giáo sư về sử học, về dân tộc học, thì cũng được đặt tên cho một con đường đi ngay xung quanh của bảo tàng dân tộc học Việt Nam. Vâng, hoàn toàn chính xác, đó chính là bảo tàng Nguyễn Văn Huyên. Và thưa quý vị, bảo tàng Nguyễn Văn Huyên đó chính là ở làng Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội. Bảo tàng đã được các con của vị cựu bộ trưởng này, trong đó đặc biệt là phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, nguyên giám đốc bảo tàng dân tộc học xây dựng. Tôi xin phép không giới thiệu về bảo tàng này bởi vì ngay bây giờ tôi rất là muốn anh Phước cũng như là quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến tham quan với bảo tàng này ngay bây giờ. Bởi ở đây thì chúng ta sẽ tìm thấy rất nhiều những cái thông tin thú vị mà còn thêm cả rất nhiều cảm xúc lắng đọng nữa. Mời quý vị cùng theo dõi. Đây là cánh cửa mở ra câu chuyện về một gia đình danh giá. Gia đình của Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Văn Huyên. Khu vườn nhỏ mang tên ký ức với những khóm hoa loa kèn, cành roi, cây khế từng có trong ngôi nhà ở số 2 Trần Hưng Đạo, nơi họ cùng chung sống êm ấm bên nhau suốt 40 năm. Còn bên trong ngôi nhà này là cả một kho tàng những câu chuyện xúc động về tình yêu thương gia đình. Bên cạnh sơ đồ phả hệ về một gia đình danh giá, hàng trăm, hàng ngàn kỷ vật là những công trình nghiên cứu khoa học, đặc biệt là những bức ảnh của gia đình được lưu giữ một cách kỹ lưỡng và nâng niu. Và lúc đó thì là bố tôi đương là giám đốc trường Đông Phương Bắc Cổ Học Viện, thì cho nên là cụ ở ngay trong cái nhà công vụ đó. Và đây là cái bức ảnh mà chụp ở cái sân của trường Đông Phương Bắc Cổ lúc đó. Một trong những ấn tượng mạnh mẽ nhất trong bảo tàng là những câu chuyện xúc động về phu nhân Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên, bà Vi Kim Ngọc, người phụ nữ tài sắc vẹn toàn. Năm 1936, bà đã kết hôn với ông Nguyễn Văn Huyên, người mà trong nhật ký của mình, bà đã viết: "Ước mơ của em là khi đôi tám xuân xanh quyết chọn được người tài đức mới dám trao thân. Thế là em đã được toại nguyện." Những xúc cảm lần đầu làm mẹ, sổ bệnh của con, những dòng nhật ký đẫm lệ sau ngày chồng ra đi đều được các con bà thay nhau nâng niu, gìn giữ. Đầu tiên là rất là tự hào, bởi vì mình được tham gia vào một cái dự án và được tiếp xúc với những con người cực kỳ tuyệt vời, đến với gia đình cực kỳ tuyệt vời. Họ giữ tất cả các thứ và họ rất quan tâm đến nhau, họ sống bên cạnh nhau, họ chia sẻ với nhau mọi điều. Chúng ta gọi là bảo tàng thôi, nhưng mà là đến thăm gia đình. Và chúng tôi với tư cách là những người con, với tư cách tức là những người chủ nhà, kể lại những cái câu chuyện của gia đình cho các vị khách. Và như vậy cái ngôn ngữ nó sẽ tạo ra một cái sự gần gũi, một cái sự thân mật giữa người xem và các cái chủ thể của bảo tàng. Từng kỷ vật từ chiếc tủ, vali đựng thuốc cho con trong những ngày sơ tán của bà Ngọc đều là một câu chuyện về mối gắn kết gia đình. Những câu chuyện được tái hiện một cách trang trọng. Bởi vì gia đình nào cũng đều có những cái lịch sử. Ông bà rồi thì bố mẹ đều trải qua các cái lịch sử giống như bố mẹ và ông bà của chúng tôi. Và họ có thể từ những cái câu chuyện của gia đình của chúng tôi, họ liên hệ đến cái câu chuyện của gia đình của bản thân họ. Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên là bảo tàng ký ức. Đó cũng là nơi những yêu thương gia đình được viết lại và ngưng đọng mặc dòng chảy của thời gian.